Hello, xin chào cả nhà. Chúc cả nhà một ngày mới thật là nhiều sức khỏe và tràn đầy năng lượng. Hiện tại Bửu đang có mặt ở cảng Quy Nhơn. Bửu sẽ vào bên trong cảng. Bửu sẽ quay lại những hoạt động nhộn nhịp bên trong cảng cho cả nhà xem nha. Mời cả nhà cùng vào cảng tham quan với Bửu nha. Đoạn đường vào trong cảng Quy Nhơn thì đoạn đường rất là xấu nha cả nhà. Rất đông, rất nhiều nha. Bà con chuẩn bị ra khơi nha cả nhà. Rất đông nha. Bữa thì có hai cái phần cẩu to nha, cái cẩu những container nha cả nhà. Đây là phương tiện đánh bắt của bà con ngư dân nha cả nhà. Trước mặt cả nhà thì con cẩu đang cẩu những container lượm đều nha cả nhà. Những cái con cẩu rất khổng lồ nha cả nhà. Rất là khổng lồ nha. Thì chị đu ra rất là nhiều nha cả nhà. Rất là nhiều. Có một ông chú đang bơm nước nha cả nhà. Thế ngày nào cũng phải bơm. Dạ dạ. Một cảnh quá đẹp nha cả nhà. Cả Quy Nhơn nha. Lúc mặt bầu thì thấy những chiếc tàu to khổng lồ nha cả nhà. Cái tàu to rồi nha cả nhà. Tàu rất to nha cả nhà. Đang cẩu những cái container hàng nha. Lên tàu nha cả nhà. Bà con chuẩn bị lên ghe qua bên Hải Minh nha cả nhà. Đang xây đá để đi biển nhất cả nhà.
đang bước nha cả nhà. Anh ông chạy xe giúp gì nha. Từ máu vô anh. Từ máu vô anh. À, rút mà. Rút nha cả nhà. Các anh em đang phụ rút ở muối nha cả nhà. Tại thời tiết đang mưa nha cả nhà, chuẩn bị mưa nha. Trời ơi âm u nha cả nhà. Nhà xem clip cả nhà thông cảm nha. Nhà thấy chiếc tàu nước mình bự con cả nhà. Đang bốc những chiếc con cẩu cao đang bốc những cái chuyện container hàng của keo cho ta. Cả nhà dâm dâm nha cả nhà. Thấy rất là nhiều những chiếc máy xây đá nha cả nhà. Khung cảnh rất là nhiều nhiều nha. Đây là của bộ đội biên phòng nha cả nhà. Trước mình bảo thì có những gia đình sinh sống trên chiếc phương tiện của mình luôn cả nhà. Có ông anh đã chuẩn bị ra khâu nha cả nhà, đi đến tất nhanh. Cảng Quy Nhơn thì bà con vào ghi thuyền neo đậu trong cảng nha cả nhà. Bây giờ thời tiết thất thường, ảnh hưởng bão, bà con vừa neo đầu ghi thuyền ở đây rất đông nha. Rất là nhiều ghi thuyền nha cả nhà. Có lẽ bộ sẽ kết thúc video tại đây nha cả nhà. Cảm ơn cả nhà đã quan tâm theo dõi video của bộ nha. Bảo chúc cả nhà một ngày thật là nhiều sức khỏe và tràn đầy năng lượng. Bye bye cả nhà nha. Bảo thấy rất là nhiều những chiếc máy xây đá nha cả nhà.